Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là cách mà các bạn KYC cái dự án đó là Bitcoin BX nha các bạn. Thì hiện tại nè, nó ghi nè các bạn, là đó là KYC hiện đã được mở sử dụng chuỗi thông minh MetaMask và BNB nha. Thì bên dưới nè nó có ghi nè các bạn nè, trạng thái KYC của mình là chưa hoàn thành nha. Mặc dù lúc trước là mình KYC được rồi các bạn, nhưng mà không hiểu sao là bây giờ nó mở KYC lại cho tất cả mọi người luôn. Rồi và bây giờ để mà KYC thì các bạn cần phải lấy cái đường link nha. Đây, các bạn bấm vào thông thường á, là khi các bạn vào đây các bạn khai thác á, thì các bạn bấm vào ngay chỗ mà dấu nó sẽ chuyển các bạn sang giao diện đó là Google Chrome nha. Thì bây giờ chúng ta copy cái đường link nè. Chúng ta vào ví MetaMask nha, các bạn bấm vào dấu ba chấm nè phía trên bên phải nè. Rồi các bạn bấm vào đó là copy nha các bạn. Đây phía bên dưới có nút chia sẻ nè, các bạn bấm vào. Rồi các bạn copy nè, sao chép liên kết nha. Rồi và bây giờ chúng ta mở cái ví MetaMask của chúng ta lên nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn vào cái ví MetaMask á, thì các bạn chọn cái ví nha, chọn cái ví xong các bạn chọn mạng nè, các bạn bấm bên trên nè. Các bạn chọn cho mình cái mạng BSC Mainnet nha, BSC Binance Smart Chain đó các bạn. Các bạn bấm vào. Rồi tiếp theo đó là các bạn đó là bấm vào cái trình duyệt nè, các bạn bấm vào. Rồi tại đây các bạn bấm vào cái ô vuông này nè, bấm vào. Các bạn mở một cái tab mới lên đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái dấu cộng nha, dấu cộng bên dưới nè, để mở một cái tab mới lên nha. Rồi khi mà nó hiện ra giao diện như thế này thì các bạn dán cái đường link mà các bạn copy vừa rồi, các bạn dán vào đây nha, các bạn bấm vào. Rồi các bạn copy rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn bấm vào thanh tìm kiếm nha. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công vào cái trang của nó nha. Thì ở đây nó có username và mật khẩu nè, thì các bạn bấm username mật khẩu, các bạn bấm vào login để đăng nhập nha. Rồi sau khi các bạn điền username và mật khẩu nè, các bạn bấm vào login nè. Rồi như vậy là nó hiện ra cái địa chỉ ví của chúng ta ở đây nè. Như thế này là thành công nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành KYC nha. Đây, thì ở đây có cái chữ mà KYC nè các bạn nè. Đây, các bạn bấm vào đây nha. Rồi, thì ở đây nó kêu KYC thì chúng ta tốn cái phí nha các bạn. Đó là 0.0035 BNB, tức là tốn khoảng 1.31 đô nha các bạn. Đây, đây thì cái phí này là mình cảm thấy nó hơi cao nha các bạn. Đây, cái phí này cảm thấy nó hơi cao nha. Cho nên cái dự án này á, bạn nào mà có nhu cầu á, thì các bạn làm KYC nha. Còn các bạn không thì thôi nha các bạn. Cái này là mình không khuyên các bạn làm nha. 1.31 thì tương đương với khoảng 1 đô là 25.000 các bạn. 1 đô là 25.000. Thì cái này khoảng 30 mấy nghìn các bạn à. KYC này tốn khoảng 30 mấy nghìn á. Rồi, 30 mấy nghìn thì đối với mình là chấp nhận được nha. Mình sẽ tiến hành KYC nha các bạn. Xác mình địa chỉ ví luôn. Rồi, mình bấm chữ xác nhận nè. Thì các bạn phải có cái đồng BNB nha. Nếu mà các bạn không có cái đồng BNB á, thì các bạn không thể nào xác minh được nha. Thì cái đồng BNB này các bạn có thể vào ví Onos hoặc là sàn OKX các bạn có thể chuyển vào nha. Rồi, bạn nào mà chưa có ví Onos á, thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà mua cái đồng BNB chuyển vào nha các bạn. Thì chuyển vào các bạn có thể làm những dự án khác nữa chứ không phải là một dự án này không nha các bạn. Cho nên chúng ta có thể chuyển nhiều một chút rồi chúng ta để đó chúng ta làm phí gas luôn. Hiện tại có cái dự án WNA3A.AI đó các bạn cũng đang còn có phí gas để mà claim đó, chuẩn bị lên sàn rồi đó các bạn. Thì các bạn có thể chuyển nhiều vào để mà làm nhiều dự án luôn. Rồi bấm xác nhận nha các bạn. Rồi nó đang xảy ra giao dịch nè, ở đây nó đang quay nè, các bạn chờ một chút nha. Rồi như vậy là giao dịch hoàn tất nè. Rồi như vậy là nó hiện lên như thế này là ok nha các bạn. Đó là withdraw nè, in May 2024 nha các bạn. Tức là chúng ta có thể rút vào tháng 5 nha. Tháng 5 2024 nha các bạn. Đây. Rồi và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ứng dụng ở trên Google Chrome nha các bạn. Ở trên trang web của chúng ta. Và mình load lại cái trang này xem thử nó có KYC chưa nha các bạn. Đây nó bắt chúng ta đó là đăng nhập lại nha. Đây. Rồi như vậy là mình ở với trang này nó cũng kết nối ví rồi nha các bạn. Đây kết nối ví nào, đó là địa chỉ ví của mình nè. Rồi ở đây là nó cũng ghi là rút tiền vào tháng 5 năm 2024 nha các bạn. Đây. Rồi phía bên dưới là trạng thái KYC đã hoàn thành nha các bạn. Còn ở đây nó có cái đường link nè, các bạn có thể copy đường link đi giới thiệu bạn bè để tăng tốc độ khai thác nha. Rồi hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là cứ sau đó là 24 tiếng chúng ta vào bấm một lần nha. Thì các bạn vào cái trang mà cái trang Google Chrome á, các bạn khai thác trang web cũng được. Khi mà các bạn kết nối ví rồi nè thì các bạn không cần phải vào ví MetaMask để mà khai thác đâu. Khi các bạn kết nối ví rồi thì các bạn nó ghi là rút tiền vào tháng 5 2024 là ok rồi.
các bạn chỉ việc vào Google Chrome các bạn khai thác thôi. Rồi chừng nào mà nó kêu chúng ta mà rút tiền đó, thì chúng ta có thể vào MetaMask nha. Còn hàng ngày thì cứ việc vào Google Chrome nha các bạn. Thì để mà tiện cho cái việc khai thác, các bạn bấm vào dấu ba chấm nè. Rồi ở đây có chữ thêm vào màn hình chính nè, thì các bạn có thể thêm vào cái màn hình chính này để mà các bạn bấm thêm nè, để mỗi lần chúng ta đăng nhập vào á là chúng ta đăng nhập trên đó là trên đó là web luôn, đưa ra màn hình chính luôn, chứ chúng ta không cần phải bấm đăng nhập vào cái trang bitcoinbx.com nha các bạn. Đây bấm vào nút thêm nè, đấy như vậy là mình thêm nè. Rồi như vậy là ok nha các bạn. Đây nhiệm vụ của chúng ta là cứ sau 24 giờ vào claim thôi nha các bạn. Rồi và đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký khai thác nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.